Xin chào tất cả mọi người, mình là Dova Hùng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đổi cái file video từ các định dạng khác sang định dạng mv4 nhé. Trước tiên chúng ta vào cái thư mục mà chứa video. Đó, ví dụ như cái video này. Đấy, nếu mà nó là định dạng khác ấy, mà mình muốn chuyển đổi sang mp4 thì mình ấn vào cái view ở trên này. Đó, nó có file name, extension, ấn vào đây nó hiển thị ra. Đấy, ví dụ như cái file này mà nó đang là cái định dạng khác mà mình muốn chuyển đổi sang mp4 thì mình đánh mp4 sang đó, thế là nó sẽ định dạng khác. Đấy, hoặc là ví dụ như cái file định dạng là mov này mà mình định dạng sang mp4 thì mình đổi đó, mình đổi cái này sang mp4 chẳng hạn, ví dụ vậy đó, mình đổi sang chấm mp1 đó. Đó. Đấy, ai bạn có đồng ý không thì ấn yes, thế là nó chuyển sang mp4. Chúc mọi người thành công.